Với những câu nói hay về phụ nữ mạnh mẽ sẽ xây dựng lên một hình ảnh phụ nữ hiện đại năng động và xinh đẹp để bạn có thể xem đó là hình mẫu để học tập và noi gương, có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Có khá nhiều ý kiến xung quanh việc trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc sống hiện đại là phù hợp hay không. Và những câu nói hay về phụ nữ mạnh mẽ sau đây sẽ giúp bạn biết cách điều chỉnh liều lượng, mạnh mẽ phù hợp trong từng hoàn cảnh để bạn không bị xem là như đàn ông trong mắt mọi người. 1. Phụ nữ biết kiếm tiền là phụ nữ giỏi. Phụ nữ kiếm nhiều tiền bằng việc chân chính là phụ nữ thông minh. Nhưng phụ nữ vừa biết kiếm tiền nhiều vừa biết làm bản thân trở nên xinh đẹp mới là phụ nữ đáng ngưỡng mộ. 2. Hãy suy nghĩ như nữ hoàng. Nữ hoàng thì không bao giờ sợ thất bại cả. Thất bại chỉ như một bước đệm để tiến tới thành công mà thôi. Oprah Winfrey. 3. Người phụ nữ thông minh nghe lời khen để đánh giá đàn ông, còn người ngu ngốc nghe lời khen để tự đánh giá mình. 4. Người phụ nữ giàu có, xinh đẹp chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, suy nghĩ tích cực, lạc quan, tự chủ trong mọi vấn đề một cách bình thản và bao dung. Người phụ nữ đó chắc chắn đang hạnh phúc. 5. Phụ nữ ngốc là chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đàn ông. Phụ nữ thông minh là luôn nhìn vào ưu điểm của đàn ông. 6. Phụ nữ rất mạnh mẽ, họ cũng như túi trà lọc, khi cho nước sôi vào rồi bạn mới thấy sức mạnh của họ như thế nào. 7. Một người phụ nữ đẹp là người biết dùng ngôn ngữ nói lên sự thật, biết dùng giọng nói để miêu tả sự chân thành, biết dùng đôi tai để hiểu sự trắc ẩn, biết dùng đôi tay để cứu giúp và dùng trái tim để dành cho tình yêu. 8. Phụ nữ có cái tài không ai bắt chước được trong việc biểu lộ tình cảm, mà không cần đến những lời nói sôi nổi. Sự hùng biện của họ tập trung đặc biệt ở giọng nói, cử chỉ, tác phong và những cái nhìn. 9. Phụ nữ họ nhạy cảm, bạn có yêu họ hay không, họ liếc mắt một cái là đã nhận ra được rồi. Có điều họ giả ngốc, có người tự lừa mình dối người, có người thì ấm ức cầu toàn, có người lại quyết định cùng diễn trò với bạn. 10. Mỗi người phụ nữ đều ẩn chứa bên trong mình sự mạnh mẽ, khác với vẻ ngoài yếu đuối. Chẳng qua là cuộc đời chưa khiến họ phải đến mức bộc lộ sự mạnh mẽ của mình. 11. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải học buông trước khi muốn nắm. 12. Hãy là một cô gái có đầu óc, một người phụ nữ có quan điểm riêng và một quý bà có đẳng cấp. 13. Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách thông minh, nó cần phụ nữ sẵn lòng đơn giản. Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách nổi bật, nó cần phụ nữ biết cách can đảm. Thế giới này đã có đủ phụ nữ được ưa thích, nó cần phụ nữ đức hạnh. Chúng ta cần phụ nữ và cả đàn ông nữa, hướng tới sống đúng đắn về đạo đức hơn là đúng đắn về xã giao.